Tôi giới thiệu mọi người thêm một cặp một bộ ha. Đây là Bellat 14 2.1 ha. Ra tôi có một bộ 5.1 đầy đủ đấy ha. Đấy một bộ này nó còn gắn với cái TV đây 5.1 tôi gắn với 4 nhỉ. Và đây một bộ ha. Tôi làm đây. Một cái của tôi đang gắn đây để tôi xem phim ha. Thì nhân đây tôi có một bộ là bộ 2.1 và đây hai cây với cây loa để chân và cùng loa xốp ha. Súp này cái công suất nó sẽ nằm ở trong này cái súp này của Bellat 14 nó đặc biệt hơn cái Bellat 2 Bellat S8 nó giống nhau ha, là S8 có cái phiên bản sau là MK2 mới có là 5.1 MK1 thì 2.1 thôi. Cái này thì đối với loại này mức cái 5.1 của cái Bellat 14 này thì mọi người sẽ nhìn thấy này, đây nó là có 5-6 ngỗ vào, có SC là súp đánh súp với là chế độ súp với là center phân và rear, thì tương tự nó cũng ra có năm ngõ ra ha. Súp thì nó nằm lại giữ lại trong cái này, thì tương tự bên này thì nó sẽ có cái chế độ của dùng này, hãng có chế độ đây pre amply thì nó sẽ nối vào cái cổng, nó có cái cổng đây, cái cổng này ha, cũng như cổng VGA cái bút nối với âm ly. Chế độ live thì tôi đang set up chế độ live ha, chỉ cắm ở cổng phân thôi. Nó điểm đặc biệt với cái con này ha. Nếu mà Bellat 14 á thì mình chỉ cần cắm phân ra thôi, không cần cái cổng nối SC này vào. Nhưng mà Bellat S8 thì bắt buộc phải dùng thêm cái cổng nối để tự động con đi, nó gọi là nó kết nối lại cái này ha. Chứ mình không có là nó động, tôi ấn vào đây nó được cái rồi gì ha. Thì nó tự động nó phân tách âm ly. Thì con Bellat 14 nó khác điểm đó. Đấy, thì nó có chỉnh ba này và pha trong phòng và chế độ còng thêm. Đây là con súp 14. Thì điểm con này ấy thì thực cũng tương tự vậy, thì nó có một cái điểm là hai cái loa vệ tinh này ấy, là loa thụ động được kết nối bằng cái tử súp có công suất ra ha, nối ra hai loa thụ động này. Loa thụ động của hai cái loa M14 này là nó gọi là loa toàn giải ha, công suất 140W cho một loa, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng tiếng rất là tốt ha. Bây giờ tôi sẽ như cái súp này, bộ này hiện tại 2.1 này chúng ta có thể kết nối, thì chúng ta mua thêm ba cái loa nữa thì nó sẽ kết nối thành được bộ 5.1 ha. Bởi vì cái bộ này nó khi đi theo thì cái hãng bán thì nó có bộ áp suất rồi, tùy theo nhu cầu mọi người xem phim thì mọi người sẽ mua thêm loa, có thể mua thêm loa học chân để gắn cho tương thích để khi mọi người chơi ha. Thì đây là bộ Bellat 14 như này, tôi ví dụ như bộ riêng bộ này ấy, thì xem phim hoặc nghe nhạc đen ha, hoặc nhạc đen thì nó rất là phê. Để tôi sẽ test một cái bài đen này cho mọi người nghe. Cái này mọi người mà nghe trực tiếp thì mọi người mới thấy được cái điểm cực kỳ đặc biệt của nó. Cái này nó sẽ bật, tôi thấy cái nhạc này nó nhưng cũng ổn đấy ha, chắc được đấy. Bằng cái bản kia có vẻ phê hơn. Anh có thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì cái điểm đặc biệt của cái súp Bellat 14 này ha, thì nó nằm là cái ống hơi nó thể đánh ngược lên đây ha, đây thoát hơi của nó lên đây ha, cho nên cái tiếng nó lan tỏa trong cái phòng, cho nó không bị bí hoặc đánh vào mà bởi bị dễ bị nghe cảm giác nó bị rền, âm bass bị rền, con này là không ha, tiếng nó lan tỏa rất đều.
Thực ra cái này mọi người mà test trực tiếp thì mọi người mới thấy được cái bát của con này nó hay thế nào. Với một mức giá mà 20 mấy triệu thì thật sự mà mọi người mua một cái âm ly mà một cái loa súp về hiện tại cũng mắc cỡ của anh quanh 20 triệu mà để xem phim, tôi nghĩ là chưa có thể là nói thì đấy, nó có thể là 9-10 bên so với nó thôi. Nó gần như là nó không. Đứng dậy ông hay ngồi xuống đây, tiếng bát nó đầy hơn nhiều nha, nó phù hợp với cái tầm